Tao chẳng làm gì trời. Dữ. Ừ. Dữ hả? Ông nội ơi. Ú. Quá ghê rồi. Ngủ chuẩn bị ngủ. Bé lọc quần ra ngủ cho nó dễ. Làm gì đâu mà cởi cái quần ra cũng tiếng dữ. One week later. Đi ra sao làm gì không biết. Bắt coi chừng cái nồi ham ăn cho nó. Khôi. Măng đó mình nói mình ăn không được. Cái gì ăn được nó mua không? Gì vậy, nói chuyện lắp giáp gì vậy mày? Gì đâu. Tao nói về vụ măng chứ gì. Vợ mày đâu kêu tao ấy măng nè. Tao ghét đánh thằng luôn kêu lại đây. Ủa vợ đâu rồi? Đi đâu ngoài hè mấy kêu tao coi chừng giùm nè. Mua trái gì vậy? Chú Yên hả? Trái này nó có gai. Gai hả? Ừ, không biết trái gì nữa. Thôi ngon ngon hả? Ồ đã dữ thật. Cái này hả? Ừ. Cái này chừng 2kg, 2kg ngoại vậy? Vậy đó mà nó nặng lắm đó, 3kg, 3kg mấy rồi. 3kg mấy. Mấy hả? Nhiều ký hả? 80 ngàn. Mua gì để ăn hả? Lâu lâu mình ăn sang bữa đi chứ không lẽ không ăn. Ê vậy ta để tao điện Út qua. Thấy vợ con nó làm lưu thổi cực khổ rồi thôi mình. Bữa nay mình lãnh lương rồi mình mua cho vợ mình ăn. Thôi để này đây đi. Tao dần dùm mai bảy. Ừ. Để đi ra hè coi coi nó làm gì ở ngoài hả? Vợ mày đi ngoài làm gì biết đâu. Sáng giờ nấu cơm nước gì chưa không biết nữa. Nấu rồi. Rồi đi đâu ngoài á. Nấu gì cơ mày? Trời ơi, trời lên làm cho hết hồn vía trời. Thằng ơi chạy xe vô đây, ông nãy giờ ông mơ màng, ông tưởng tượng bà nào quá trời. Bà đang tưởng tượng người yêu. Nghe không nữa. Mày sao cái một gì cái một ghét mày gỡ hoài vậy? Thôi lâu lâu tao đổi món thì ăn con món hoài ngán gì trời. Ở đây là tao không ăn măng mà đây nè. Bây giờ mới mua măng không vậy nè. À. Trời măng xào dừa ngon chết mà không ăn. Măng xào dừa bữa nay ăn tương. Mà mình không đúng rồi. Ăn tương đúng rồi, măng xào dừa đâu có mặn đâu. Tao chút tao xin tương ăn. Được. Thật dùng lòng. Cái gì giống trái sầu riêng vậy cô bác? Hả? Giống trái sầu riêng gì vậy? Mày tối ngày mày đó mày kiếm chuyện này chuyện kia không ạ? Nói chứ gì nữa? Thử. Thơm quá. Thằng Thạnh nó mua về cho vợ nó đó. Nó mới đi đâu vậy nó mua vậy đó. Ồ, ổng mua về cho vợ ổng rồi có mình nữa chứ không cho mình ăn nữa vậy. Mày biết đâu, tao không nghe nấu nữa. Nghe là đâu con? Muối nhà con biết nấu đấy còn hơn cái muối mà gái 18 luôn. Gái 18 mua gì đó hả? Ừ. Giác không? Chắc cho mình ăn nữa đó cô bác. Mày lo cái gì vậy? Ừ, ăn. Ừ, rồi lo cái đi. Ê, lấy dao mà được mày. Ôi trời, bú nhẹ không chết, không lấy dao. Thơm phức nghe. Để cái gì lên mới được, để phân gớt cái đặt một cái là bỏ luôn. Khoan nè, nó dậy nè. Wow. Bây giờ nó con ngừ xấu mua sầu riêng cũng xấu nữa. Gớt cậu bấy, ăn gì mình ăn được thôi. Trời, khoan. Hiểu rồi. Làm gì? Nó mua nó chưa có kêu ai ăn chừng nó nghe. Ok. Ăn trên đầu trên cổ rồi nó. Ăn trên đầu trên cổ nó cự nó mày ăn đi mày ơi. Nè. Thì mua mình cậu cháu trong nhà không lẽ hai chồng muốn ăn mình lên nhưng mà sợ nè. Thôi nó chưa. Cầm đi. Nó nói nãy nó mua cho vợ cho con không à. Mày ăn đi. Mua vợ cho con mình trong nhà. Cầm đi. Trời ơi, lụm trời. Thơm. Thằng nó hỏi mùi gì quá. Trồng riêng mà hôi. Thơm quá. Tao phải. Vô nè. Rồi đi ra kêu nó mà. Vô. Có gì. Thơm quá. Tắm rửa sớm quá. Trời ơi trời, tụi nó mấy cái chạy tùm lum lên kìa. Ê dính vậy, tụi gì? Cái gì hả? Gì hả ông Bảy? Ủa, Út ra đây đi đâu đây nữa hả? Đi qua chơi, ông Bảy nay mới mua sầu riêng về, chắc là mua ăn chung cái gì hả? Phải không? Trời ơi là trời. Đi làm nguyên cả tháng nay lãnh lương.
mới bỏ ra 200.000 mua trái sầu riêng để cho vợ cho con ăn trưa vậy cho nó qua nó báo nữa rồi. Chị em trong nhà, cậu cháu trong nhà không thì ăn muối hai muối có sao đâu. Thì ăn thì đợi anh chị mình mà ăn một cái rồi để khui ra rồi muối hai muối ăn. Chưa có gì vậy trơn rồi mà qua trẻ liền rồi. Em cũng... uống cái gì? Ăn cái gì mà ăn? Ôi lạ trời nè, nè cái tay còn dính nè. Ăn đi. Không cho ăn thì thôi làm gì dữ vậy? Chị em cậu cháu trong nhà không mà thấy chưa bỏ cổ ra của người ta lấy con chưa, muối ăn con cho nữa chưa có kịp mà xẻ ra nữa qua đây ăn ôi trời con biết đâu tưởng anh em trong nhà không thì ăn trước ăn sau có sao ăn đâu uống gì đâu mà không coi nồi có hướng gì cho của người ta lãnh lương trời làm cả tháng nay mới được 200.000 mua trái sầu riêng về cho vợ con ăn mà qua chưa gì chân nhà nó trẻ ra nó ăn không hỏi han ai chứ hồi trước mới cưới chị con về á được lắm bây giờ thấy nấu ăn cái mặt gõ gàng ăn có muối mà làm gì đó không mệt quá đi về không nói gì trơn á nó cố ăn thánh thằng luôn mặt táo ăn thánh thằng thôi đi về đi đâu đi mệt quá ăn uống không có coi nồi coi hướng gì trơn để cho vợ con người ta thấy không thấy nó cố ăn thấy ghê không ăn có muối làm thấy ghét nhớ nghe về luôn đi ba mốt đừng có qua nữa nghe mốt không qua nữa đâu con muối sầu riêng làm thấy ghê thấy ghét của người ta anh em ta ngày càng lớn tuổi càng thảo ăn hay gì gì đâu mà càng lớn tuổi mà càng ham ăn gì trời láo ăn hơn gì nữa cậu bảy ổng lớn đó cậu ổng cũng có nhỏ đâu thì lỡ ăn muối thôi để cho ăn luôn đi mua cho vợ con ổng ăn thì mình ăn muối gì vợ con ăn sao cũng được vậy mà tức không cho tôi ăn phải không chứ ngày nay tôi quậy banh cái nhà ông luôn giấu giấu chiếc xe mới được trời ơi đi vô chứ ngày tôi quậy không banh mới sợ tôi trả thù coi chứ ngày ha hai vợ chồng ly tán luôn chứ ngày ha tôi quậy banh xin ông luôn tôi ăn không được ha tôi phá cho hồi hết luôn tôi ăn không được đừng hòng ai ăn còn đằng sau cái gì á chưa vô tôi ăn không mà tôi ăn không được ông đừng hòng ăn nha thế nào chút hai chồng cũng ăn nha ăn không được lạc đổ chơi chứ tôi ngồi đây tôi đợi nè ăn đi. Tắm rồi nó khỏe gì đâu nãy anh kia em gì vậy nãy em đang tắm kia vậy tắm gì bảo vậy nghỉ coi thành đó cái sầu riêng đã tao nói tôi mua cho bà ăn chứ không thôi bà con Như ăn mà bây giờ á hút em của bà thì sao nó chạy qua đây á chưa vậy trơn nó lấy cái búa này nè nó ngồi nó khui sầu riêng nó ăn thì sao nó biết sao sao nó biết anh mua sầu riêng mà em nó khui nó ăn ăn từ từ để hỏi anh với chị mình coi có ăn hay không hay là khui cái thái mặn cực khổ đâu ba nhiều tiền ba mua cho Ngô với mẹ ăn ăn sầu riêng hả à, ông bảy lấy vô ông ăn trước rồi hả? Ăn vậy đó thì có ông bảy đó bảy ngồi đây nè ông chủ mu nè ông bảy nữa hả nãy có ông bảy này nữa hả nãy ông bảy út hả ông bảy kêu út khui ra ăn luôn hả dạ. Ông bảy gì lớn mà cũng vậy đó à, trời nghĩ coi lớn rồi thôi còn nhiêu ăn nhiêu đi báo đời ngồi nha như ngồi đi cái gì đó đang ăn lấy cái tay lại đó ăn sao cái sầu riêng rồi sao vô kẹp nữa là nãy nó khui ra nó ăn luôn ừ rồi còn nhiêu đó hả nó ăn miếng muối nào chưa chưa có kẹp ăn nữa mới có cạp vô à về à mua biết lựa không trời nhiêu ký hả bữa nay mua sầu riêng gì nữa trời 80.000 ký đó dữ à 200 mấy chục ngàn mà tôi nói dốc có 200.000 vậy mà còn bị ăn luôn trước luôn ừ nhỏ ăn này đi. Ăn ngồi ăn đi ăn đi nhân ăn không cho như muối này ăn ăn múc bang ăn múc bang ôm ngon quá vô ôi sầu riêng ngọt quá ngon béo quá
Béo không? Không quá ba ơi. Nó béo còn hơn là cái chữ béo. Không quá ba ơi. Thịt nhiều quá à. Ngon quá. Béo thiệt. Sao bây giờ này anh mua quá à? Mua chiếc xe đẩy của mà người quen đó. Béo. Nó còn muối hả? Này muối hả? Còn muối. Lâu ăn bữa nay viên đã chứ cả. Ngon nha. Ngon thiệt. Ngon hả? Ngon. Ăn ăn hết luôn ha, đã rồi ha. Còn hồi đi thấy cảnh. Bỏ đi mày, bỏ vỏ này bỏ đi. Thời tới rồi. Bắt lại hết rồi. Con Mạnh ra đây, con Mạnh. Ngon. Ngon quá mẹ tôm. Ăn ngon quá trời ngon. Ăn nữa không Như? Mày mua nữa nha. Dạ. Ai biết vậy mua hai trái ăn được rồi. Cái trái ăn chưa đã. Kệ đi, lâu lâu cuối tháng lãnh lương mua cho vợ con ăn rồi mình ăn luôn. Cái gì vậy? Thôi. Thôi. Đi ra sao mà trong chén. Nè. Đi ra sao trong chén. Quay ngoài ăn cơm. Đi vậy. Rồi. Mày xong rồi. Quay ngoài lại đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không đau đâu. Chắc không đau đâu. Trời ơi. Từ từ. Không có đau miếng nào hết trơn á. Giờ đi ra ngoài chờ kết quả thôi. Này no quá. Ây da. Hôm nay đi ngủ nè. Ngủ chưa hả? Ngủ chưa sớm gì vậy? Rồi còn Như chi? Thì đi vô cho nó ngủ luôn. 12 giờ rồi. Dù cho nó ngủ sớm đi, bữa nay mình làm công chuyện bữa. Bữa nay anh vô mình giả gạo bữa. Có ngày giả gạo à. Chưa Như ơi. Để anh ẩm vô. Trời ơi ẩm nữa. Ây da. Trời ơi. Nặng quá. Đây đang ngủ chưa? Vô đi vô giả gạo. Ủa, sập ngon quá. Thôi mà bảy ngủ rồi đó đi nha bảy. Giấc này hai chồng nó làm gì mà đóng cửa trời, bộ nắng em bé gì đúng không? Trời. Mày đang chồng làm gì nữa? Vô chồng ngồi cứ coi. Đóng cửa kín mít trơn rồi. Chưa làm gì sớm chứ ha. Nhất cử trưa nhì trời mưa. Bà ta nói nhất cử trưa nhì trời mưa lị gan thiệt mà. Giờ không thấy vậy trời. Giờ đi ra trước giờ mày cho nó thấy cho rõ. Tới công chuyện là với tao. Hai chồng ăn no bữa tỷ nha. Làm buổi trưa rồi. Chồng làm gì chồng? Rồi.
Ừ. Năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ai đây? Ngủ, chuẩn bị ngủ. Để anh lọc quần ra ngủ cho nó dễ. Làm gì đâu mà cởi cái quần ra cũng tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Đấy đi. Ăn cơm no rồi bữa nay. Trời lâm găm nữa kìa. Trời lâm găm rồi sao? Thường thường người ta nói là trời mưa lâm găm cây chăm có trái. Con gái nói? Có chồng, đàn ông có vợ. Bình thường. Thì đàn bà có con. Thôi. Có con nó gọi đó. Ây da. Ây da. Gì đâu mà chưa. Ây. Ôi gì? Trời ơi. Chưa chưa. Cái gì ngủ dài dữ anh. Cái gì mà ngủ dài dữ anh. Rằm mạnh dữ anh. Rồi. Chưa gì trơn. Anh chưa có để vô gì hết trơn mà la cái gì không biết nè. Đau. Đau gì đau, thôi giờ mình làm lợi đi. Làm lợi đi. Ây da. Ây da. Sao không? Đau. Sao đau dữ hả? Biết hả? Tao nói rồi mà. Chưa làm bởi vì làm quá làm nột. Đau rồi phải. Tao làm từ từ thôi. Lấy gai được rồi. Làm chứ qua chơi là không. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao đau dữ hả? Cái gì chạy? Trời ơi chạy. Ơi. Giống cái trái hồi nãy anh mua gì ăn. Sao gai? Giống trái hồi nãy anh mua gì ăn quá. Trời ơi. Ai bỏ vô đây hả? Mà ác đức ác nhân vậy trời. Thì trời. Á trời ơi trời. Ơi, dùng có hoài mà đâu. Ai mà chơi bỏ vô đây chắc ác ơ mày trời. Chết luôn rồi. Trời ơi trời cái này. Nằm cái lưng còn gì của trời. Trời ơi. Con nội trời. Chơi kiểu này hết chơi á còn hơn là thì tình chứ. Chơi kiểu này ngồi đi. Trời ơi trời. Còn hơn là kẻ thù ngàn kiếp nữa trời chơi. Đâu cho hai kiểu mày vậy. Tới công chuyện này. Quá cái đặc ngàn cổ quanh cũ. Rồi. Vừa cái tàu lắm rồi. Cái này mà đâm chọt một cái là bỏ cây cà ghen nó luôn rồi trời. Trời ơi trời. Trời ơi mà chơi ác luôn trời. Này đâm chọt cái rồi cái đem đi chợ gãy luôn á. Còn gì nữa đâu, đồ mà xài. Ai cường trước hả? Ai cường mấy kìa. Ai cường mấy kìa. Làm gì nữa nè. Cậu làm gì cậu ở đây. Hồi nãy hồi trước kêu ông ngủ rồi. Vậy là ông vòng ai chân cậu của ông á, không ai chân nè. Làm gì? Ông làm gì ông bỏ cái này vô chỗ ta ngủ. Cái này là gì? Trời ơi trời, thiệt tình đó. Ông bởi vì ông lớn tuổi rồi, ông chơi ác thiệt chứ. Cái này ai làm, ai tao đâu làm. Chơi gì đó. Hồi nãy gì đó có được không? Đem về gọi cậu với Út ăn. Rồi không cho cậu ăn á, rồi cậu cổ ghét thì cậu làm gì đúng không? Đâu có. Mà cậu chơi gì cậu coi được không? Thôi, biết rồi mà ông dữ lắm rồi. Tao đâu có làm, cái này ai làm á, cái gì đâu ai làm. Ai làm, giờ Út có gì từ sớm tới giờ rồi, có cậu mình đến đây rồi cậu. Hai vợ chồng tao ngủ trưa mà cậu ở đây cậu gần ai giờ. Tao vô, tao lấy cái đó, tao tính lại ấy nhăn mũi ra, tao đốt mũi. Rồi, ông gần cái gì mà ông cần sụt. Ông thấy ông không lẽ bà hai thiểu rắn mới lỡ mới làm. Trời ơi trời, tao cái cây nhăn mũi tao cự, tao nói cây nhăn mũi sao còn con khúc à. Trời ơi, tới cũng. Ông lớn mà ông coi vậy được không, ông làm vậy coi được không. Lỡ như nó hình xuống rồi sao? Ông quản như thế nào? Tao nói tao không có làm à. Mày đổ thừa tao hoài. Ai làm đâu không đổ thừa tao. Tao đi về dưới luôn. Về đi. Để trước ông mày. Cái gì đó? Làm gì đâu mà dữ thằng hả? Làm như cằn nở như tụi bay lắm hả? Gì cậu ấy? Để đâu mà gặp mày nữa hả? Con bực chứ lắm mà đỡ nghe. Con đợi con rước cậu bảy đi nè. Rước là làm gì? Ai cần rước? Nãy con chạy vào đây con nghe hai chồng bá gì la làng lum sụm cho nó. Ai biết đâu có vụ gì đâu. Đứa nào chơi ác ôn á. Cái gì? Chơi sầu riêng mà anh để vô trong cái giường gì nó hình gì sao đó. Rồi nó đang hai chồng ngủ chưa sao định xuống nổ đau rồi tập lum tà la cho cậu. Ông cho ai nãy chứ không cho ông ăn sầu riêng ông nhét chổng cái gì? Có mày nữa bộ. Con đi về chứ có con gì đâu. Ông đi đâu hả? Tao đi về dưới, tao đi kiếm xe là gì. Sao vậy? Tao đi về dưới à. Dạ, ông có nhét vỏ sầu riêng chống không? Không. Vậy ai nhét? Ai biết. Không lẽ mày nhét. Con nói lại đây, con nói ông nghe nè, ông qua đây nè. Làm gì? Cái vỏ sầu riêng á hả? Ừ. Rồi tự nhiên hai chồng muốn chửi ông hả? Ừ, chửi tao nói tao nhét hả? Bởi vì hai chồng hàm hồ thiệt chứ ham ăn mà còn nó bậy nữa. Tại nãy con xin muối sầu riêng không cho con ăn đó.
con thèm chết mẹ luôn, đưa lúa muối nè, tính hả không ăn rồi giật lại. Con ghét quá, hồi nãy con lấy cái vỏ sầu riêng con nhét cái đít giường đó. Mày hả? Con đó. Bà nấu cha, mày nó đâu sao?